Halloween. Amber ơi, cậu đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ chưa? Nhà mình bao việc đây nè. Nhân tiện có gói hàng cho cậu đây. Cảm ơn đã mang cho mình nha. Kéo sợi dây nào. Chú nhện đang vẽ một vòng tròn nè. Kéo đi. Wow, may nè. Khâu lại nha. Kéo chặt lại. Thêm chiếc cuốn. Một chiếc hòm đựng búp bê bị hỏng. Chân nè. Rồi đến tay. Khuôn mặt dễ thương ha. Chào cậu bí ngô nhỏ. Hello. Amber làm việc ở cửa hàng của gia đình. Xin chào. Tôi có thể giúp gì ạ? Tôi muốn mua đồ ngọt. Đúng món này rồi. Có khách mới nè. Amber ơi, chọn giúp mình vài món bánh kẹo được không? Khoản tiền ấn tượng á nha. Mình tin vào khẩu vị của cậu. Mình sẽ chọn đồ tốt nhất cho cậu luôn. Bắt đầu bằng món này của cậu nè. Wow, Amber mang đến cả núi bánh kẹo luôn nè. Mà sao cậu cần nhiều vậy? Thì tiệc Halloween á. Mình chưa bao giờ được đi cả. Vậy chị cũng tới đi. Nhớ đến nha. Ok, bye bye. Cho mình mượn ít vải nha. Phát họa trước nè. Khâu lại nào. Mặt thử đi Quy. Dùng ren để trang trí. Bộ vest phong cách ghê. Cổ ren nè. Thêm áo choàng thanh lịch. Thank you. Răng nanh nữa. Nhìn Quy hợp làm ma cà rồng á. Cưng à, con xong chưa? Yeah. Con tới đây. Ba mẹ thấy thế nào? Quá là bảnh trai luôn. Con trai của mẹ đã lớn thế này rồi. Vẫn còn thiếu một thứ. Hoàn hảo. Thank you. Nhà mình chụp ảnh làm kỷ niệm đi. Nào, okay. Sẵn sàng chưa? Let's go. Yippee. Hết sảy. Ảnh đẹp ghê á. Đi chơi vui vẻ ha, con trai. Chọn tiền sảnh nào đây. Tụi mình cần cắt mảnh nhỏ. Dỡ ra nào. Thiết kế mới. Không phải, đâu rồi ta. Xốp nè. Gắn chiếc cột vào. Bỏ phần thừa đi. Thêm một khối nữa nha. Cố định phần mái. Sơn màu nào. Chiếc khung vòm đẹp ghê. Rắc cỏ nhân tạo lên nha. Wow, điện thoại nè. Cố định nó vào chiếc khung. Dùng đá ruby để trang trí. Wow, là một chiếc gương thần. Bữa tiệc đang cháy hết nếp. Chào mọi người. Bàn chơi khúc cung cầu hả? Đấm nè. Wow. Chúng ta còn có gương thần nữa á. Xem thử đi. Nó sẽ cho thấy nỗi sợ của cậu. Thần kỳ vậy luôn hả? Nice. Lửa. Anh chàng tội nghiệp sợ quá nên biến mất tiêu. Quy. Oh, no. Ô không, chuồng thôi. Để tôi giúp cậu. Đổ chút nước thử xem. Không được đâu. Chúng ta phải dập ngọn lửa đi. Biến đi nào. Một ngọn thác xuất hiện trong gương. Quay trở lại bình thường rồi. Đừng đùa với phép thuật nha. Nước xà phòng nè. Bong bóng. Lấy một chiếc bông tắm. May thành váy lót trong. Chiếc đầm đẹp chưa kìa. Mình cứ thấy thiếu thiếu. Thêm các chi tiết. Cắt một hình tròn nào. Một chiếc mũ. Thêm bí ngô nhỏ. Cô phù thủy Amber xinh quá à. Amber đang nghỉ ngơi ở nhà. Mình muốn tới bữa tiệc. Nhưng mà nên mặc gì ta? Ai đây nhỉ? Trang phục zombie hay là ma? Cưng à, đừng sợ. Là Claude mà con. Cùng đi tiệc đi chị. Con xem nhiều trang phục chưa nè.
chủ đề biến cá à? Con mà làm nàng tiên cá thì hết sảy, phải thêm một chút nữa. Chị mặc bộ này đi, Amber. Wow, xinh không tưởng luôn. Đi dự tiệc thôi nào. Chuẩn bị vài chiếc nắp nha. Tốt hơn rồi á. Dây kim loại. Gắn tay cầm nào. Thiết kế thú vị ha. Lấy một chiếc kẹo mút. Nhiều kẹo chưa kìa. Cho kẹo hay bị ghẹo? Nhiều kẹo quá à. Cơn sốt kẹo luôn á. Ba mẹ, nhà mình cũng phải có. Wow, chiếc đồ nè. Mẹ cũng thử đi mẹ. Thank you. Chào Quay. Xem vỏ kẹo của em nè. Wow. Anh cứ tưởng anh nhiều nhất rồi á. Tránh đường. Anh chàng có nhiều kẹo thật luôn á. Quay và Amber phải cố gắng đánh bại anh chàng thôi. Lấy chiếc nắp nha. Mài nhẵn nào. Rồi tô màu đen. Đổ đầy các động lực vào. Dùng súng nhỏ keo lên. Vẽ mắt nào. Đổ sơn móng tay vào nha. Món súp kỳ lạ đã sẵn sàng. Wow, kẹo mút nè. Đúng vị mình thích. Úp, Bernie ăn hết kẹo rồi. Oh, tự nhiên đau bụng quá à. Em à. Em đây anh yêu. Khổ thân anh, để em lấy súp cho anh ha. Ten ten, đúng như chỉ dẫn của bác sĩ. Đây nè anh. À, sao lại có cả mắt thế kia? Thì Halloween mà Bernie. Một muỗng đầy nào. Đỡ hơn chưa anh? Lần sau ăn ít kẹo thôi nha. Dây kim loại. Uống phần đầu nha. Bọc bằng keo nến. Rồi tô màu bạc lên. Lấy một chiếc ống hút. Hello, hello. Gary sẽ giúp đổ keo lên. Tô màu nào. Đá nè. Đặt lên chân đỡ. Thêm chút rêu nha. Quả cầu pha lê này sẽ hé lộ điều gì đây? Buổi xem bói đã sẵn sàng. Người tiếp theo. Xin chào, tôi muốn biết về vận mệnh của chúng tôi. Lá bài nói đây chính là tình yêu đích thực. Anh biết mà. Ồ, còn quả cầu pha lê thì nói sao ạ? Để ta xem. Wow, nhìn nè. Quả cầu cho thấy tương lai của hai người. Em bé dễ thương chưa kìa. Đây chính là điều em hằng mơ ước đó anh. Anh cũng vậy em à. Quy, cậu ra nhận hàng giúp mình được không? Tuyệt vời, cảm ơn nha. Trộn đều đất sét nào. Hoàn hảo. Lăn tròn thành quả bóng. Dùng nút làm mắt. Cái miệng dễ thương ha. Trên bụng cũng có nút nè. Búp bê ma thuật đáng yêu chưa kìa. Ba mẹ của Amber đang thư giãn. Cứu, có con búp bê ma thuật đang đuổi theo con. Rốn màu biến ngôi. Cậu nhóc biến đâu rồi ta? Hello. Hai người phải giúp ta tìm ra cậu nhóc. Oh no. Bà Cinder đang bị búp bê điều khiển. Đâm vào lò nướng rồi, ngõ cụt. Đến lượt ông. À, tránh xa ta ra. Bánh kẹo rơi hết xuống sàn rồi. Ta có ý này. Nhóc thử món này đi. Wow, cảm ơn nha. Ra là cậu nhóc muốn ăn kẹo. Không có em là anh bó tay luôn á. Lấy một chiếc que gỗ. Và ít dây kim loại. Quấn quanh nào. Nhỏ keo nến lên. Chọn màu nào đây ta? Đỏ đi. Tô màu nào. Cắt lấy một đoạn sợi. Có cây chổi thần này thì dọn nhà chỉ mất một nốt nhạc. Các vị khách đều đang chơi rất vui. Amber, cậu nhảy đẹp thật á. Thank you. Xem mình giỏi chưa nè. Động đất hả? Ai bảo là ba của Amber á. Ba đến đây làm gì vậy? Ba có việc nhờ con đây.
Sao mà bừa bộn vậy trời? Chúng ta phải dọn chỗ này con ạ. Ôi trời, dọn đến mai mới xong mất. Cây chổi bỗng xuất hiện và bắt đầu dọn dẹp. Nghỉ ngơi thôi nào. Sạch quá trời nè. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra vào Halloween mà. Đêm ma quái nhất trong năm tới rồi. Wow, mình rất thích Halloween. Phải chuẩn bị mới được. Vui không? Không có trong kế hoạch của ta đâu. Còn đồ hóa trang thì sao? Mình phải tìm món gì đó. Hay là đặt cái này đi. Bắt đầu nào các chuyên gia. Bí ngô đẹp đó nha. Vẽ chiếc lá lên. Hình như hơi lớn quá. Đúng rồi. Đã xong. Mặc thử đi Tiki. Còn thiếu gì đó. Là nón. Nhanh làm liền nào. Cắt nó ra nha. Quá đẹp luôn. Rất hợp với cậu. Ồ, trang phục của mình. Hello. Đơn hàng giao tới đây. Bạn có muốn kiểm tra không? Wow. Đẹp lắm. Cảm ơn nha. Yay, mình y như quả bí ngô thật nè. Ồ, mình xém quên mất việc hóa trang Halloween luôn. Để tụi mình làm ngay nha. Nè, đồ của mình mà. Dùng da giả là thích hợp nhất. Chú nhện này sẽ vẽ đường viền. Vậy là quần dài xong rồi. Bắt lấy nè, Arian. Thank you. Thích quá đi. Để tìm xem có gì đó không. Áo sơ mi trắng này đẹp nè. Gắn tay áo. Áo vest dài. Tuyệt. Còn thiếu áo choàng nữa. Dùng vải đỏ nào. Arian trở thành phiên bản ma cà rồng hoàn hảo. Còn mình thì sao? Nhìn cặp đôi đáng yêu này đi. Xin chào. Hello. Mình là Dơi. Đồ hóa trang ha. Oh no. À, mình chưa chuẩn bị. Thôi để coi coi có gì nào. Mặc thử đi. Này được không? Cậu đùa hả bỏ rùa. Ồ, biết rồi, mình có cái này nè. Wow, ma cà rồng. Tụi mình đi chung đúng sành điệu luôn. Đó là kế hoạch tuyệt vời. Bắt tay vào việc thôi. Trông ghê quá đi. Lấy cái nắp. Cố định tay. Thêm các chi tiết trang trí. Tiếp theo là gì hả? Nhà thiết kế Morticia. Sơn màu đồng. Mình biết công thức đúng để chế ra thuốc. Mỗi thứ một chút. Double, double, toil and trouble. Xong. Đúng theo ý ta muốn. Đây sẽ là món tráng miệng tuyệt vời. Thêm vài giọt lên táo. Đúng là thiên tài. Yeah. Không ai nhận ra mình. Tới ăn đi nào. Mình thích bánh lắm. Mình ăn được không? Được chứ. Ồ, chuyện gì vậy? Cuối cùng cũng bắt được rồi. Mình nên mặc đồ gì đây ta? Hay là tạo hình Rapunzel? Cậu mặc nó vào Halloween năm trước rồi mà. Còn bộ này. Thôi đi nha, Mirabelle. Mình rất thích chiếc váy này. Cần trang trí chút nữa. Thank you. Giúp mình với Lalilu ơi. Bỏ những phần không cần thiết đi. Tay áo xuyên thấu. Làm nó hơi dơ một chút. Trông như ai đó làm đổ thuốc lên áo vậy. Mình cần dùng tới cái này. Okay. Dùng dây làm khung chân váy nha.
vòng cổ đẹp mắt. Đúng là phù thủy thật sự mà. Và bước cuối cùng đây, bọ rùa mê hoặc mọi người với tạo hình mới này. Bữa tiệc đang rất sôi nổi. Wow, trang phục đẹp quá. Mình thích Halloween. Ồ, cô bé xinh xắn ghê. Cho kẹo hay bị ghẹo? Ồ không, cô sẽ cho con hết số kẹo này. Marinette ơi, hốt một bắt cóc thích kỳ rồi. Phải đi cứu cậu ấy thôi. Ở đâu mà tăm tối quá vậy nè? Ồ, thần chết. Thần chết thích nấu ăn hả? Công thức pizza hoàn hảo. Viết đầy đủ vô đây. Bột, sữa và nguyên liệu bí mật. Cán bột nha. Cắt rìa bỏ đi. Phết sốt lên. Cà chua, rau thơm. Thêm phô mai nào. Trang trí mắt. Lửa đi trợ lý rồng. Gói bánh lại. Pizza ngon lành của đầu bếp này sẽ giúp các anh hùng vui vẻ. Thank you. Good luck. Xin chào. Trang phục của cậu đẹp quá. Mình chưa chuẩn bị gì cả. Đừng lo, dù sao mình cũng có thể chơi trò gì đó vui vui. Đó là bánh bàn. Ồ, đặt pizza đi. Ok. Alo, cho mình đặt pizza Halloween nha. Cảm ơn. Giúp mình với Adrian. Thử pizza này đi. Pizza gì giờ này nữa? Hốt một bắt cóc thiết kia rồi kìa. Được được, đi thôi. Marinette và Adrian tới một thư viện cổ. Chắc chắn ở đây sẽ có món gì đó chỉ mình cách tìm ra hốt một. Này là gì vậy? Nó nói về thuật hình nộm. Trong đây nói là với hình nộm này thì mình có thể điều khiển hốt một. Phải làm búp bê đó mới được. Giúp tụi mình được không, Lalilu? Rất sẵn sàng. Thắng sợi dây lại. Tạo thành khuôn nha. Vẽ đường viền. Rồi cắt ra. Sẵn sàng. Một trái tim đỏ là phần không thể thiếu của hình nộm. Vẫn chưa xong đâu. Còn đèn cây, cuộn chỉ với lông vũ nữa. Để búp bê này giúp Marinette xử lý hốc một nha. Đây Marinette. Cảm ơn nha Lalilu. Hốc một đang nhảy. Cái gì vậy? Cậu cù lét búp bê thử coi sao. Nhột quá. À biết rồi, vậy thì trói búp bê lại đi. Có chuyện gì vậy? Thoát rồi. Mình đã an toàn. Phải chê các cậu thấy được mặt của hắn ta lúc đó. Tiki, cậu về lại với tụi mình rồi, mừng quá à. Ồ, còn đây là hình nộm của tụi mình. Wow, để xem tụi mình có gì ở đây. Làm thanh đầu giường. Dán chân giường. Thêm trang trí. Hình đầu lâu trên mộ cổ hả ta? Tuyệt vời. Đem mền tới đây đi Black. Gối này mềm mại quá à. Chiếc giường có vẻ thoải mái nhưng mà hơi đáng sợ chút. Dọa Marinette chắc là vui lắm. Mà phải làm sao đây? Chọc từ trần nhà hay là dưới giường ta? Chắc là mình sẽ có ý tưởng hay trong mưa. Adrian, nè, cậu bị sao vậy? Dậy đi. Cậu ấy không thở nữa. Sao vậy nè? Adrian, cậu làm mình sợ quá. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi luôn. Lấy mấy cây trong chậu ra nha. Cắt thành các dải. Thêm keo nến. Sơn màu đồng. Dùng đất sét khô làm đất trồng nha. Nhưng không phải để trồng hoa đâu.
Ồ, sao có nhiều thứ bị hư quá vậy ta? Chọn cái này đi. Cắt ngắn. Thêm vài đường mây. Cánh tay zombie hả? Đúng không khí Halloween luôn. Ồ, trong lúc chờ Marinette tới, mình đã ăn hết kẹo rồi. Cậu ấy đâu rồi ta? Mình sẽ cho các cậu thấy thế nào mới là trò đùa Halloween. Ai đó? Là zombie. Đùa thôi. Cậu mong đợi gì cho đêm Halloween này nào? Wow, chậu cây zombie. Mình có gì ở đây đây? Khối xốp nè. Phép thuật phóng đại. Cắt tất cả ra. Thêm khung nha. Làm giá đỡ. Thêm vài phép thuật. Sơn khung màu bí ngô. Chiếc gương xuất hiện. Cậu có thể thấy cánh tay thò ra. Ồ, có nhện ở đây nữa. Mình mượn một ít mạng nhện nha. Chiếc gương có mở ra thế giới khác không ta? Mình chưa trang trí Halloween cho căn phòng gì cả. Phải đặt các phụ kiện đáng sợ nhất. Giao hàng tới đây. Cậu còn có gì nữa? Cái gương này lạ quá à. Mình để ở đây cho cậu nha. Được, để kẹo nữa. Giờ mình có thể nghỉ ngơi. Cậu sao rồi hả Black? Cái gương thấy ghê. Ê, nó thích ăn đồ ngọt. Ủa Black, sao cậu ở đây mà có thể ăn hết kẹo vậy? Ủa, mình tưởng cậu ăn chứ. Hello. À, một con quái vật đã bắt cóc Bubby. Đừng sợ, là Lalilu mà. Giờ chúng ta có thể tạo bất kỳ nhân vật nào mà ta thích. Ví dụ Pelletrus. Nhưng đừng đọc tên cô ấy 3 lần. Vẽ mắt xanh. Thêm phấn mắt tối màu. Giờ đến lúc cho lông mày và son môi rồi. Này, tóc mình thì sao? Pelletrus có diện mạo đặc trưng rồi. Lấy vải sọc. Chúng ta lấy từ một nghĩa địa. Làm theo hình mẫu nha. Và một bộ trang phục kẻ sẵn sàng. Giờ thì thử đồ nào. Okay. Wow, bộ đồ này thật hoàn hảo. Yes. Hoàn thành nó với bốt màu đen. Chọn mũ thôi. Yay. Làm một chiếc mũ từ giấy xốp. Pelletrus thời thượng thích quần áo màu sắc. Cô trông tuyệt lắm. Những thiếu niên này tìm thấy một căn gác cũ. Wow, có nhiều thứ ở đây quá. Nhìn kìa, đó là gì vậy? Ngay khi họ bắt đầu xem xét ngôi nhà mini, một cơn bão ma thuật đã đưa họ đến đó. Này, có vẻ như mình có khách đó. Chào mừng đến vương quốc của mình. Đây là bạn xương. Và đây là những mộ bỏ hoang. Không có gì to tát. Yeah, vui. Pelletrus có thể điều khiển mọi thứ. Đến lúc cho ô tô rồi. Vỏ bánh xe màu đen trắng. Vẽ hình in kẻ sọc. Rõ ràng đây là xe của Pelletrus. Có những con quái vật ở đằng sau. Đến giờ cho cuộc đua Halloween. Pelletrus với Chucky. Pelletrus lái chiếc xe mới. Và Chucky đi chiếc mô tô cũ. Xe đẹp đó, nhưng mình sẽ thắng. Rồi để xem. Cậu không bắt kịp mình đâu. Quái vật không giúp cậu đâu. Xe của mình đi trước cậu hàng dặm. Let's go. Và bắt đầu.
Beatrice nhanh chóng vượt qua đối thủ. Cô thậm chí còn nhanh hơn và cán đích. Truki thừa nhận, thật là ngớ ngẩn khi đua với chiếc xe ngầu thế này. Quái vật thạch này để lại một vết dính. Đừng khóc mà bé. Chúng mình sẽ biến cậu thành ngôi sao Halloween nha. Ngồi đi. Chỉ chuyên gia thật sự mới có thể nhuộm tóc hoàn hảo. Phép thuật của Jack làm sáng mắt cô. Tất cả là nhờ Halloween. Một ri băng và vải thuyên để làm thắt lưng nè. Trên cổ và viền váy có đính kim cương giả lấp lánh. Một bộ đồ mới cần một đôi giày mới. Hoàn thiện trang phục với chiếc mũ nhỏ nha. Thật thanh lịch mà. Quý cô Pumpkin sẽ gây ấn tượng. Pumpkin quyết định thăm rừng ma thuật. À, có một bầu không khí đặc biệt ở đây. Mình thích nó. Ồ, gì vậy? Một quả bí ngô. Xin lỗi, cậu sống ở đây hả? Đoán vậy. Cậu ở một mình trong rừng ư? Không, mình lớn lên cùng các bạn. Tất cả bí ngô đến cùng nhau. Vì Halloween là ngày của họ mà. Búp bê, mình cần cậu. Ra khỏi điện thoại đi. Vẽ mắt nâu to và lông mi dài nha. À, em bé bông xù. Mình luôn muốn mang cậu theo mình. Và một kiểu tóc thú vị xuất hiện. Một bộ váy như thế này sẽ hoàn hảo. Tất lưới và bốt cao cổ. Lựa chọn tuyệt vời. Chúng ta cần làm chiếc mũ cho tín đồ thời trang u tối. Một chiếc mũ lớn thật sự thể hiện cá tính của cô. Tôi xin thông báo về chương trình tài năng của trường. Đầu tiên, một ảo thuật gia trẻ lên sân khấu. Vài động tác và chú kỳ lân xuất hiện từ chiếc mũ. Tiếp theo, một cô gái bí ngô đang làm trò trên ván trượt. Hoan hô, ngầu quá. Đến lượt Lydia. Hello. Cô ấy định làm gì vậy? Cô đang gọi cho bạn mình, Beatrice. Hey. Bạn ma làm trò giải trí cho khán giả. Và một bất ngờ sau đó, Beatrice tạo ra vẻ ngoài Halloween cho mọi vị khách. Yes. Lydia đã chiến thắng cuộc thi một cách công bằng. Gắn một đèn LED và bóng đèn nhỏ. Thêm nắp cho hạt cơm. Đặt đèn vào trong nhẫn nha. Một chiếc đèn lồng cũ vẫn hoạt động, soi sáng cho người lữ hành. Cánh cổng kỳ lạ. Những quả bóng ma thuật và nhện. Năm nay họ làm tốt lắm. Ai đó? Hey. Hả? Xin lỗi bạn. Cậu là một trong số bọn mình. Bay đi khám phá thế giới mới nào. Làm đồ thủ công từ đất sét nhẹ nha. Nặng thành hình run cát. Thêm các đốm màu sặc sỡ lên mặt và con cá. Rất nhiều món ngon có trên đĩa. Tự lấy đi nào. Này, quả bí ngô xinh đẹp này dành cho cậu. Wow, cảm ơn vì món quà. Nhân dịp gì vậy? Halloween đó. Ồ không,
Mình ngốc ghê. Những đứa nhóc sẽ sớm đến xin kẹo thôi. Ồ, đồ trang trí đây rồi. Chúng ta chỉ cần lấp đầy đĩa quái vật với kẹo mút. Đây là vị khách đầu tiên. Hey. Cho kẹo hay bị ghẹo? Cho kẹo. Người chuyển đồ zombie mang hộp bí ẩn đến đây. Hi. Có gì ở trong? Mở đi. Rỗng mà. Loại quà gì vậy? Thêm trang trí vàng. Ba hạt cườm làm chân. Đóng hộp và trang trí với stickers. Ở trên có ghi mở mình đi. Lò xo bị lòi ra ngoài. Hộp quà này có một bất ngờ lớn ở bên trong đó. Nhân kỷ niệm tình bạn của họ, Lydia tặng Bellatrix món quà nhỏ. Không nhìn lén, bước một bước nữa. Mở mắt đi. Cái này dành cho cậu. Wow, tuyệt. Hài hước quá. Ồ, mình rất vui vì cậu thích nó. Món quà thật tốt mà, đáng sợ và thú vị. Gấp giấy màu cam lại. Tách. Wow, có nhiều hình quá nè. Treo vòng hoa thứ hai lên dây hoa. Hình ảnh Pelletrus sẽ góp phần cho bầu không khí. Lydia đến cửa hàng Halloween. Bạn may đó. Hôm nay chúng tôi có đợt giảm giá lớn. Cô đang chọn chiếc vòng hoa với trợ lý cửa hàng quái vật. Xem bên này đi. Tuyệt. Mình sẽ lấy một cái cho Pumpkin và cái thứ hai cho Pelletrus. Các bạn sẽ thích những đồ trang trí này. Trang trí nắp nhựa với hình tròn màu xanh lá. Có que gỗ xung quanh hình tròn. Quấn thành uống lông vào. Một nửa chiếc hộp nhựa biến thành nhện nâu nè. Nó có nụ cười vui vẻ, hàm răng và đôi chân linh hoạt. Dễ thương quá. Mỗi phần được sơn màu xanh và tím nha. Thêm tấm lưới. Đu quay thật vui nhộn mà. Pumpkin đang chỉ cho chúng ta những điểm hấp dẫn trong công viên giải trí. Có quái vật và mạng nhện khắp nơi. Nhưng đừng sợ, sẽ vui lắm đi. Đây là Halloween mà. Yes. Này xem này, một chiếc đu quay mới. Nhưng ở đây ồn quá à. À, chúng ta nên làm gì đây? Mọi người đi hết rồi. Ồ, cậu nghe thấy không? Rõ ràng là có đu quay mới. Hãy cùng đi xem nào. Cuối cùng có một đám đông trẻ con. Mọi người đều muốn chơi đu quay đáng sợ. Và Pumpkin rất vui khi làm điều tốt cho các bạn nhỏ.